Vào ngày 11 tháng 5 năm 2024, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với cục hải quan tỉnh đã phát hiện bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, vận chuyển 4 kg vàng nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan. Để qua mắt các cơ quan chức năng, số vàng này đã được các đối tượng chế tác thành trang sức vật dụng mang trên người. Cũng thời gian vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh kiểm tra tại 60 trên 120 cơ sở tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ. Cơ quan chức năng đã phát hiện 19 cơ sở vi phạm về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa, công bố tiêu chuẩn áp dụng trong sản xuất kinh doanh vàng, trang sức và giấy phép sản xuất vàng. Trong cả hai cuộc thanh tra tại 60 tổ chức cá nhân thì đã phát hiện là sự phạt vi phạm hành chính 19 tổ chức cá nhân với tổng số tiền là trên 100 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Qua công tác thanh tra kiểm tra thì cũng đã được góp phần làm lành mạnh làm lành mạnh hóa thị trường kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ cũng như là bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng và đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa công nghệ. Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao, có thời điểm giá vàng nhẫn đã lên tới 83,5 triệu đồng một lượng. Những lo ngại về chất lượng vàng được bán trên thị trường là có căn cứ. Để kiểm tra kiểm định chất lượng vàng trên thị trường, các cơ quan chức năng, cục quản lý thị trường gặp không ít khó khăn như việc xác định giới hạn sai số của kết quả phép đo khối lượng vàng, hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn hàng hóa, chất lượng phần trăm vàng trang sức mỹ nghệ. Lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường phối hợp cả cái đến vị kiểm tra, kiểm soát cũng như kiểm định chất lượng. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, cái thời gian kiểm định kéo dài dẫn đến khó khăn trong quá trình kiểm tra, kiểm xử lý hoặc là các cái cơ quan kiểm định trước được công bố rộng rãi dẫn đến cái việc phối hợp với các cơ quan kiểm định các cái loại mặt hàng theo từng chủng loại khó khăn cho cả cái lực lượng kiểm tra nói chung và lực lượng quản lý thị trường nói riêng. Vàng là loại hàng hóa thị trường đặc biệt, phần lớn người tiêu dùng khi thực hiện hoạt động mua bán thường không có đủ năng lực để kiểm tra chất lượng vàng, đối mặt với nguy cơ về hàng kém chất lượng. Do đó khi mua vàng, người tiêu dùng cần cảnh giác nên mua tại các cửa hàng thương hiệu uy tín giấy tờ chứng nhận kiểm định tuyệt đối không mua vàng với giá rẻ nơi không đảm bảo nguồn gốc giấy phép kinh doanh